À, cái thằng này chạy gì kỳ cục, chạy ẩu thiệt chứ, đúng là đồ tồi bại. Nó đụng người ta rồi kìa, dừng xe lại đi. Nè, khoan đã, tránh ra, mọi người bình tĩnh, tránh ra đi, là con tránh ra đi. Anh làm cái gì vậy? Chị hãy bình tĩnh, tôi là bác sĩ đây, không sao đâu. Tránh ra đi chị, từ từ, nhẹ nhẹ thôi. Cô chỉ đợi bên nghe không sao đâu. Để cho một sợi dây đi. Dây nè thôi. Rồi. Giúp tôi đưa ra xe, nhanh lên. Phụ đỡ, đỡ lên xe. Đừng có đụng vào chân. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi, từ từ. Chị về bên chị cà phê. Ừ, được rồi. Chị bình tĩnh đi, sắp tới bệnh viện rồi. Tôi muốn gọi cho người nhà tôi biết. Chị cứ nằm yên đi, tới bệnh viện tôi sẽ gọi cho. Lập đường truyền, xét nghiệm máu, chụp X quang, chuẩn bị mổ gấp. Dùng nệm cố định cái chân đi. Đúng không? Giờ nào vậy? Chuyện đó nói sao đi. Giờ cấp cứu ca này gấp. Chiếc phòng mi đi. Có ca mới vô anh ơi. Alo, tôi đang này. Được rồi, để tôi. Tôi cần kêu bác sĩ phẫu thuật không anh? Không cần đâu, kêu bác sĩ gây mê đi, tôi sẽ mổ. Dạ. Alo. Xin lỗi, chị phải người nhà của cô Hoàng Hoa không ạ? Phải. Cô Hoa bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện FB. Sao? Xin cô tới ngay. Rồi, tới liền. Dạ, xin chào. Thành công chứ? Ừ. Đây là người nhà của nạn nhân. Bác sĩ ơi, bác sĩ, em tôi có sao không bác sĩ? Ca này thì rất là phức tạp, nhưng đối với tôi thì không có gì khó, yên tâm đi. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Mời chị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Dạ em chào bác sĩ. Về thôi chứ, áo dính máu hết trơn rồi. Ông về trước đi, tôi lên khoa ngoại có chút chuyện. Ok, vậy tôi về trước nghe. Gặp sau. Ừ. Xin nhường đường cho kẻ bất hạnh.
Trời ơi, về hồi nào? Em mới về. Sao mà người máu không vậy nè? Em mới vừa xuống sân bay, trên đường về gặp ca tai nạn nên đưa về đây luôn. Em mới vừa mổ xong. Trời ơi, hết hồn hết vía. Đã vậy còn ngồi xe lăn nữa. Mới về cái lo mổ luôn à. Xin chào. Em vẫn còn đẹp lắm. Chị làm cái gì chị? Chị biết sao vậy? Dạ dạ, bác sĩ coi lại chồng em sao nấy còn đau nhiều quá. Tôi nói chị rồi là từ từ. Ủa chị điếc hả? Bệnh nó phải đau là đương nhiên rồi. Bác sĩ người ta có cái giờ của người ta. À chị yên tâm đi ha. Mà anh có gì thì cứ gọi em xuống. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Dạ, không cảm ơn gì đâu. Tôi là bác sĩ mà. Nhiệm vụ tụi tôi là phục vụ bệnh nhân thật tận tình ạ. À. Dạ. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Trời ơi. Chào mẹ. Minh Hùng. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Chú con này sao mà về không báo cho gia đình biết vậy? Con muốn tạo sự bất ngờ mà. Trời đất ơi, sao vậy nè? Hả? Sao dính cái gì đây? Con có bị sao không con? Dạ không sao đâu. Không sao đâu mẹ. Thôi lát nữa con kể mẹ sao. Giờ con lên phòng tắm rửa đi. Đi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cái phòng của con đó mẹ vẫn để y như cũ đó. Chú con. Thằng Hùng tính nó như vậy em đừng có để bụng làm gì. Không có gì đâu anh. Anh đây nè, nhiều khi anh còn bị sốc vì nó, huống hồ là em. Hay là để anh về nói chuyện với nó. Đừng anh, đừng nói gì tới em hết. Em không sao đâu. À, đoạn ngon quá. Bin, buông tay ra con. Không có được bóc đồ ăn nghe chưa? Hư quá à, phải đợi ông nội chứ. Còn con á, đừng có nghiêm khắc với nó quá tội nghiệp. Mẹ thấy không, con nhắc chừng chừng đó. Mà ông quậy quá, trời quá đất ông quậy. Cái gì đó? Ba. Rồi cháu tôi hoài ha. Ủa, Minh Hùng đâu? Dạ, chắc nó còn trên phòng á. Ừ. Kêu chú đi, kêu chú đi. À kìa, okay. Tới rồi kìa. Xuống tới rồi, Hùng con. Rồi xuống đây. Chào nội, chào mẹ. Hùng nè. Dạ. Cháu của ông giỏi lắm đó. Ca mổ cấp cứu hồi sáng này đó, tạo ấn tượng tốt lắm đó con. Ông nội quá khen thôi. Ai gặp trường hợp như con thì cũng vậy thôi. Cảm ơn anh. Giỏi á thì ông nội phải khen chứ sao. Uống đi. Vui vẻ. Dạ. Sức khỏe là hạnh phúc ha. Thành công. Ăn đi con. Trời ơi, bữa nay lâu ngày cả nhà đầy đủ hết trơn, vui thiệt là vui vậy đó. Con. Dạ. Giờ là bắt đầu có đầy đủ hai anh em phối hợp với nhau, hỗ trợ với nhau làm việc cho thiệt tốt nghe chưa? Dạ. Đúng vậy đó. Ông cho Minh Hùng đi du học Mỹ là để có ngày này. Hai anh em phải hợp tác với nhau, đưa bệnh viện của mình lên cao, lên cao, lên cao. Nghe chưa? Có gì xin chỉ giáo nha. Sao chị giáo mà anh không nghe thôi. Chà. Đây đây ông dặn điều này nữa nè. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà vô trong bệnh viện đó
ứng xử thì phải có tôn ti trật tự, nghe chưa? Dạ, thưa giám đốc. Tổng giám đốc. Uống đi, uống đi. Rồi ăn đi các con. Cô Bin nó đói dữ lắm rồi đó. Không ăn gì. Này phải không? Mời mẹ. Ông nội dùng cái này nghe. Ừ, được rồi con. Đây, được. Chú. Thôi được rồi. Lát nữa ăn xong đi, lên phòng chú sẽ đưa quà cho. Yeah, cảm ơn chú. Ăn đi con. Ăn đi. Xin chào. Ủa? Sao hôm nay gặp lại cố nhân mà mặt buồn quá vậy cưng? Bữa nay anh trực ca đêm hả? Không, anh đi về. Anh mời bé đi ăn tối với anh nha. Xin lỗi anh, em có hẹn rồi. Với người vừa từ nước Mỹ trở về chứ gì? Dạ không, đi với nhau bạn. Thôi em đi trước nha. Tính thằng Hùng nó như vậy, em đừng có để bụng làm gì. Không có gì đâu. Anh đây nè, nhiều khi anh còn bị sốc gì nó, huống hồ là em. Em vẫn còn đẹp. Mà kế tiếp công việc của vợ chồng Mai An Tim thì vẫn còn rất là đông đúc. Trên đảo rất là đông, người ta gọi đó là làng Mai An. Còn ở ngôi nhà cũ của Mai thì họ lập một đền thờ của hai vợ chồng chàng. Nhân dân người ta gọi đó là ông bà tổ dưa tây, tức là dưa hấu con ăn đó. Mỗi ngày mình hay ăn cơm rồi nội sắc dưa hấu cho con ăn đó. Dạ, bà đọc cho con cuốn này tiếp đi. Thôi, giờ đọc truyện đến đây là hết rồi. Bây giờ tới giờ con đi ngủ, mai đọc tiếp. Ba, ngày mai ba nhớ mua dưa hấu cho con ăn nha. Rồi, thôi được rồi, ngủ đi ông Tướng. Ba ngủ với con luôn đó chứ. Ba ngủ với con? Thôi, ba nó xạo lắm. Ba giả bộ nhắm mắt, khi nào con ngủ thế này nè. Rồi ba dở một đống chuyện ra, rồi ba đọc tiếp. Con biết ý của ba rồi. Rồi, đi ngủ, đi. Cất chuyện đi con. Rồi, nằm lên. Dạ.
Biết rồi. Vậy bữa nào gặp nhau uống vài chai nghe. Rồi rồi rồi, ok, bye bye. Em chưa ngủ hả? Em cũng đang chuẩn bị ngủ. Bin ngủ rồi hả anh? Ừ, tối nào nó cũng bắt anh đọc truyện cho nó nghe. Anh đúng là người cha gương mẫu thiệt. Em thấy tốt nhất, tìm cho nó một bà vú đi, ngủ riêng cho khỏe. Không được, nó ngủ với anh từ nhỏ tới giờ quen hơi rồi. Với lại nó cũng thiếu sự chăm sóc của mẹ, cho nên anh muốn bù đắp cho nó. Em thấy cách bù đắp tốt nhất là tìm cho nó một người mẹ đi. Anh chưa có nghĩ tới. Cô Bin đã 6 tuổi rồi. 6 năm nay, không lẽ không có hình ảnh của một người phụ nữ nào thay thế hình ảnh của chị hai sao? Em ngưỡng mộ anh thiệt đó. Gặp em không có chung tình vậy đâu. Cái này hên xui à. Không có biết trước được. Với lại anh không muốn làm nó xáo trộn. Hiện tại bây giờ cũng được rồi. Còn chuyện đó thì chắc tương lai. À, hồi sáng này thái độ của em kỳ lắm nha. Không có lịch sự chút nào. Kỳ là sao? Thì em gặp Thanh Trang đó. Không có nói người ta câu nào hết trơn vậy. Thì em gặp em cũng đã khen cô ta đẹp rồi còn gì. Vậy thôi đó hả? Người ta chờ em mấy năm trời, em về em nói con câu à. Chuyện của em biết mà. Sao anh nôn nóng dữ vậy? Đừng có ruồng bỏ con người ta nghe chưa. Nôn nóng cái gì? Anh mà nôn nóng gì? Thôi đi ngủ đi, khuya rồi. Ở đây đông người quá à. Tôi thích làm chỗ nào mà ít người thôi cho nó khỏe. Ở đây là bệnh viện nổi tiếng thì dĩ nhiên phải đông người rồi. Nói với ông á, xin về quê đi, làm cho nó khỏe. Không, ý tôi là đông người quá tôi cảm thấy ngợp. Ông là bác sĩ mà ông nói chuyện tôi nghe mắc cười quá à. Trời ơi, mới đông người mà đã ngợp. Chắc vô nhà xác, ông xỉu luôn quá à. Mà nói nghe ghê quá à. Ê, bây giờ đi đâu đây? Bà nghe bà hỏi Lý Tân đi. Thôi phiền lắm, có bạn chỉ dẫn kìa. Đi thẳng.
Nguyễn Minh Tâm, trưởng khoa ngoại. Đúng rồi. À, hả? Sao tôi run quá à? Ê, mà nghe nói trưởng khoa đẹp trai dữ lắm. Tôi cũng đúng muốn chơi không? Hả? Thấy tôi được không? Gái lắm rồi, mệt quá không? Anh có vẻ hơi mệt hả? Ừ, tối qua nhậu mệt quá. Sáng nay ốm nhức đầu. À, anh dự tiệc chiêu đãi của Minh Hùng á hả? Ủa, tiệc chiêu đãi nào? Ở đâu? Dạ, anh hỏi em biết hỏi ai? Thì chú mới nói là tiệc chiêu đãi gì đó. À, em xin lỗi. Em nghĩ là Minh Hùng mới về nước nên mở tiệc chiêu đãi. Ừ, chú mày sao? Tối qua ông anh của chú mày đi tiếp mấy đối tác. À. Đâu có nghe Minh Hùng nó nói tiệc chiêu đãi gì đâu. Dạ. Em nghĩ chắc là nó chưa mở tiệc. Chứ anh là vừa là chú nó, lại vừa là phó giám đốc. Không có anh còn sao được. Chứ sao, nó phải mời anh chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà anh biết cái tính của thằng này, nó ngạo mạn lắm. Không có coi ai ra cái gì hết á. Lễ nghĩa phép tắc, nó không coi ra cái gì hết á. Ủa? Sao mà, như tự nhiên... Mà nó có ngạo mạn hay là vô lễ với ai? Nhưng với anh thì không bao giờ đâu. Ê, sao tự nhiên nhắc với Vũ Minh Hùng ở đây? Dạ. Đổi đề tài đi nha. Thôi mà anh vô uống cà phê. Như vậy là bắt đầu từ ngày mai Ngọc và Vũ thực tập ở đây. Dạ, tụi em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi tới giờ tôi đi thăm bệnh rồi, hẹn gặp lại ngày mai ha. Dạ. Dạ. Vậy tụi em chào anh, tụi em về. Dạ, xin phép anh ạ. Xin phép anh. Em chạy 10 phút nghe. Em xin lỗi, em bị kẹt xe. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi chờ đợi người yêu như vậy, cũng thú vị lắm. À, anh có gọi mấy món ăn rồi. Em thích món nào nữa không? Anh gọi cho. Nghe anh Tâm nói là dạo này em tiến bộ vượt bậc. Chúc mừng em. Em làm sao vậy? Em giận anh à? Anh đâu là gì đâu mà em phải giận. Nghe giọng nói của em giống cô bé giỏi hơn là bác sĩ Thanh Trang mà anh đã từng biết. Anh thôi, không nói chuyện như vậy được không? Nói chuyện như vậy nghĩa là sao? Tại sao lúc nào anh cũng để người khác phải bực mình vì mình? Mấy năm ở Mỹ, anh gọi cho em được mấy lần? Em gửi email, anh cũng không trả lời. Sinh nhật em thì không một lời chúc. Rồi bây giờ quay trở về, anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết em đang nghĩ gì không? Em cảm thấy rất ghét anh. Em ghét anh biết không?
Chuyện gia gì? Anh đã mua bánh pizza cho em nè. Anh biết là em đang đói bụng. Khi dừng ngay thì bụng cũng sôi sùng sục theo phải không? Anh làm ơn về đi. Em muốn được nghỉ ngơi. Chà, hoa của ai tặng mà đẹp quá ha. Anh có một món quà mang từ Mỹ về mà chưa có dịp để tặng em. Nếu em còn giận anh thì thôi anh về đi. Chúc em buổi tối ăn ngon miệng. Chúng ta lưu ý này, đây là hình cắt lớp đầu tiên. Chúng ta chú ý hình số 1, số 2, số 3. Cách đây mấy ngày thì nó chưa có bị mờ ra khoảng này. Chứng tỏ là hiện tượng viêm nhiễm cũng đã phát triển mạnh hơn. Cho nên chúng ta cần phải phẫu thuật. Xin chào. Anh Quỳnh kéo gì kéo kìa. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là bác sĩ Minh Hùng, mới vừa tu nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về. Đây là ngày đầu tiên Minh Hùng trở lại làm việc. Mong mọi người giúp đỡ. Hôm nay chúng ta sẽ có một ca nông mạch vành đặc sen. Ca này sẽ do bác sĩ Trang phụ trách với sự trợ giúp của Minh Hùng. Còn bây giờ thì Ngọc với Vũ theo tôi đi thăm bệnh nhân. Có cần anh giúp gì không?
Ba cái ca lẻ tẻ này không cần người tu nghiệp ở bên Mỹ giúp đâu. Vừa rồi em không nghe trưởng khoa nói gì sao? Phải giúp đỡ anh đó. Nhưng mà đến lúc khác. Bệnh nhân nông mạch dành đã chuẩn bị xong chưa em? Dạ rồi chị. Chúng ta tiến hành đi. Dạ. Dạ, chào chú. Chào người về từ nước Mỹ. Sao không thấy tiệc tùng anh vậy? Dạ, cháu định cuối tuần. Nhưng cháu cũng đang thấy buồn quá. Sao mới về lại thấy buồn? Có chuyện gì hả? Không có gì. Tại cháu thấy ở đây thực sự không có ca khó. Trời, dễ hơn muốn muốn khó hả? Đúng là ngược đời. Thôi, chú vô gặp giám đốc đi. Alo, em nè. Con cá sấu của em, anh đang làm gì vậy? Có gì không em? Em đang đi uống cà phê, nhớ anh nên gọi thôi. Anh đang làm việc, có gì gọi lại sao? Anh, tối nay á đi ăn nhàn với mấy bà bạn của em nha. Được rồi, có gì anh gọi. Anh, nhớ chắc chắn đó nha. Tối nay á em giới thiệu cho anh một bệnh nhân ngon lắm á. Thôi nha. Lần sau đang bàn công chuyện, tuyệt đối không nên nghe điện thoại, rõ chưa? Dạ, con xin lỗi bà. Nói tiếp đi. Dạ thưa ba, con định xin ý kiến của ba về việc lương cho các bác sĩ thực tập. Mức lương đã có khung sẵn rồi, cứ thế mà làm, ý kiến cái gì nữa? Nhưng mà ở đây là các bác sĩ thực tập lại là Bích Ngọc, đều là chỗ thân tình, chỗ quen biết. Thân tình hay quen biết gì đó cũng phải công bằng như nhau. Khi nào nó là bác sĩ chính thức đi, rồi mình sẽ cân nhắc theo năng lực cụ thể. Dạ con hiểu. Dạ thưa ba con đi. Xin chào. Chúng ta bắt đầu đi. Nhau. Nhiếp. Ca này sẽ kéo dài đi. Ai đối bụng thì đi mua bánh mì ăn trước đi. Dài là bao lâu? Nhanh nhất cũng phải 3 tiếng. Có cần phải lâu như vậy không? Ban động mạch sơ quá nhiều. Ca này không đơn giản được. Cũng may, mổ là sở trường của tôi. Mai của em sao rồi bác sĩ? Ca mổ rất là thành công. Nhưng tôi không phải là bác sĩ. Bác sĩ ở đằng kia kìa. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Ca mổ thành công rồi, bà yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. Bao nhiêu đây? Dạ, cái này chút ít tiền gửi bác sĩ uống cà phê. Nhưng tôi không uống cà phê, tôi chỉ uống bia thôi. Tôi nói giỡn thôi, tôi không nhận phong bì đâu. Ca mổ này chi phí hơi cao đó, để lại trả viện phí đi. Hôm nay chúng ta đã mổ thành công một ca khó. Bệnh nhân này thật là mạng lớn. Ca mổ này kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Nếu bác sĩ mà không tỉnh táo thì có thể phạm sai lầm.
Tôi xin chúc mừng bác sĩ Minh Hùng và ekip mổ đó. Dạ thưa giám đốc, thông thường á, khi người ta khen thì phải có thưởng chứ. Cái đó là dĩ nhiên rồi. Nhân đây tôi cũng nói với mọi người rằng chúng ta phải cần cố gắng nhiều hơn nữa, vì hiện nay bệnh viện tư mở ra rất nhiều, có vốn nè, rồi nhân lực nước ngoài nữa. Vì cạnh tranh của chúng ta bây giờ là làm thật là tốt chuyên môn để cứu được nhiều bệnh nhân. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn các đồng nghiệp. Tôi nghĩ mình còn phải học hỏi thêm rất là nhiều. Cũng nhân dịp này, cũng là dịp mà tôi chính thức ra mắt mọi người sau thời gian đi tu nghiệp ở Mỹ về. Tối nay tôi muốn mời ban giám đốc và tất cả mọi người đến dự liên hoan tại nhà hàng Món Việt. Hay. Xin mời, xin mời. Anh Hùng ơi, xong tiệc rồi mình đi karaoke nha anh. Sau tiệc này đã, chuyện đó từ từ tính. Dạ. Này các bạn, vui chơi thì cũng phải nhớ công việc của mình. Sáng mai làm việc đó, ai bỏ việc là kỷ luật. Đúng rồi. Thanh tra Đoàn Tuấn. Dạ. Dạ. Lo cho tôi chuyện. Dạ thưa giáo sư, dạ tôi chỉ quản lý được nhân sự ở trong bệnh viện thôi, chứ còn ở tiệc tùng về chắc bó tay. Thôi, các bạn cứ vui vẻ đi, tôi về trước. Dạ. Nhớ công việc nghe chưa? Dạ. Ừ, nội về. Để con đưa nội về. Được rồi, để nội về, được rồi. Giáo sư ở đây đi chơi với các bạn. Để chú... Dạ, cảm ơn chú. Vui vẻ đi nha. Dạ. Vui vẻ nha con. Thôi, chúng ta nâng ly đi. Tôi rất là vui khi hôm nay có sự hiện diện của tất cả mọi người. Xin mời. 1, 2, 3, vui. Tới rồi hả? À, ngồi đi. Chà, có chuyện gì không? Sao hẹn ra nhà hàng sang trọng quá vậy nè? Cũng có chút chuyện thôi. Tôi có gọi loại ông thích nè. Chu đáo quá ha. À. Dạ. Tôi ngồi với ông một chút. Sau đó tôi phải trở về bệnh viện để họp. Gấp gì hả? Thôi bữa nay mình uống chơi đi. Bữa nào có thời gian, tôi sẽ nói với ông. Chuyện gì quan trọng cứ nói đi. Ừ, có chuyện gì không? Cảm ơn. Chắc chuyện này á, tôi phải nói thật cho ông, nhưng ông phải giúp tôi nha. Như ông đã biết á, vợ chồng tôi á, có hai đứa con gái, thèm có một đứa con trai. Ông đừng có nói với tôi là ông có vợ bé nha. Không, làm gì có chuyện đó. Tôi nói chơi thôi. Cái công viên chức nhà nước như ông làm sao có con thứ ba được. Thèm đứa con trai quá nên đành liều thôi. Liều là sao? Tôi nói ông á, ông phải giữ kín cái chuyện này nha. Giờ tôi đã có bầu, siêu âm là con trai, đang ở dưới quê á. Tôi định là cho sanh ở dưới, sau đó mang lên đây, nói là xin con nuôi. Đến mức như vậy à? Trước hết phải vậy, đợi về hưu rồi tính. Tôi thấy không ổn á. Đúng, không ổn. Nhưng không ổn nhất á, vẫn là tình hình sức khỏe của vợ tôi. Vợ ông bị cái gì? Sức khỏe vợ tôi không tốt, phải mổ. Bác sĩ ở tỉnh á, bảo phải chuyển lên bệnh viện thành phố gấp. Tôi muốn nhờ ông trực tiếp giúp đỡ giùm tôi. Đây đâu phải là chuyên môn của tôi. Tôi nghĩ là ông nên đưa bà xã vô bệnh viện phụ sản, nó an toàn hơn. Tôi biết. Chuyện này á, thì cần phải vào bệnh viện phụ sản thì mới yên tâm hơn. Nhưng vào đó lỡ lộ thì phiền lắm, nên tôi nhờ ông trực tiếp giúp đỡ giùm tôi.
Tôi không có dám hứa, nhưng tôi sẽ suy nghĩ thêm có cách nào tốt hơn. Nếu ông không giúp tôi thì tôi không biết ai sẽ giúp tôi nữa. Dạ chào thầy. Bệnh nhân này là một bé gái 3 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, đang điều trị bên khoa tim mạch nên cho mổ ngay. Nhưng chúng tôi thấy sức khỏe của bé rất yếu. Nếu sức khỏe của bệnh nhân yếu thì mình phải theo dõi thêm, không nên mổ vào lúc này. Tôi thì có ý kiến khác. Tôi thấy cần phải mổ ngay cho bệnh nhân này. Bé bị tăng áp lực động mạch phổi và suy tim, đã điều trị ở bệnh viện chúng ta hơn 1 tháng rồi mà không có kết quả gì cả. Nếu cứ kéo dài thì bệnh nhân sẽ nặng thêm, lúc đó muốn phẫu thuật cũng không được. Bác sĩ Minh Hùng nói đúng, nhưng nếu mổ ngay rất nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của tôi thì xác suất thành công là rất thấp. Dạ, em hiểu ý của thầy. Nhưng đây là lúc mà các bác sĩ bệnh viện của chúng ta phải thể hiện đẳng cấp của mình. Hùng à, vấn đề này cần phải hết sức cẩn trọng. Sinh mạng của bệnh nhân chúng ta không thể đem ra làm thí nghiệm để chứng tỏ đẳng cấp. Tôi phản đối. Em chưa nói hết mà, sao anh vội vàng phản đối vậy? Em nói đi. Trong trường hợp này, do em bé nhỏ và yếu nên chúng ta phải mổ hở. Ý thầy như thế nào? Nếu vậy thì chúng ta cần phải mổ sớm để tránh những trường hợp xấu xảy ra. Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không thì tôi sẽ xin lên ban giám đốc, chính tôi sẽ thực hiện ca mổ này. Đúng là phong cách Mỹ. Ai đó mời vô? A Hùng đó hả? Chào nội. Ngồi đó đi con. Dạ. Con đến nói về ca mổ tim cho bệnh nhi đó phải không? Ông biết rồi à? Biết rồi. Ông cũng đang suy nghĩ đây nè. Xin ông hãy tin con. Con có tự tin lắm không? Dạ có. Chắc chắn con sẽ làm được. Vì hồi học ở Mỹ, con có phẫu thuật mấy ca tương tự vậy rồi. Nếu con tự tin thì ông tin con. Ông sẽ ký lệnh mổ ngay bây giờ. Nè ông, Minh Hùng đã về chưa được bao lâu mà nó làm xáo trộn hết bệnh viện. Đi đâu cũng nghe bàn tán, bực mình ghê. Đúng là ngựa con háo đá. Vậy mà giám đốc tin tưởng nó mới chết chứ. Tôi thấy ông nên có kế hoạch kế thừa cái ghế giám đốc đi là vừa. Thì tôi cũng đang tính đây. Nhưng mà tôi hơi sợ. Sợ cái gì nè? Lúc nào cũng có tôi hỗ trợ ông. Ông sợ cái gì? Chuyện này không có gấp gáp được đâu. Giám đốc là bà ruột. Nhưng tôi không có biết cái tính của ổng như thế nào. Ổng quyết định ra sao? Chưa chắc gì mình nằm ở trong cái danh sách người được thay thế. À, tôi thì tôi thấy như vậy. Ông nói rõ hơn không? Nếu như mà ông không được thì tụi mình bằng mọi giá phải đưa Minh Tâm lên. Tôi nghĩ đó là cái cách mà hiệu quả nhất. Đúng không? Ừ. Có dấu hiệu bất thường. Cho truyền máu đi. Sao máu lâu vậy? Dịch Linh, kiểm tra máu đi. Kiểu
Có dấu hiệu tốt rồi đó. Đã xong, cảm ơn mọi người. Ca mổ thành công, em mừng quá. Chưa mổ là anh biết thành công rồi. Anh Toàn nói hay không à? Mà hình như anh Minh Tâm không vui. Ca mổ thành công sao anh Tâm không vui được? Nhưng mà anh cũng nên xem lại cách ăn nói của mình đi. Cách ăn nói là sao? Thì lúc nào cũng tự cao, người ta gọi là chảnh đó. Vậy sao? Ừ. Khiêm tốn chút đi. Khiêm tốn là từ không có trong từ điển của anh. Tính tiền em ơi, đi quên, con liền phải đá đi. Anh, sao bữa nay lại uống nước suối vậy? Làm vậy trái kem đi đường cơ nó mới ngon. Nghe lời em đi. Nhìn em là thấy sung rồi, cần gì uống bia? Thì không đó. Thử đi rồi biết. Thôi. Anh, nhìn anh thấy quen quá. Anh nhìn em cũng thấy quen. Nhìn nhau từ lúc vô đến giờ, không quen sao được. Anh về em hoài. Nhìn em đẹp trai, giống như diễn viên Hàn Quốc vậy. Hình như có đóng phim gì đó. Thôi, chơi với bạn anh đi. Dạ. Anh xả hơi một chút. Ok anh. Cô Bin nó ngủ rồi hả con? Dạ, ngủ rồi mẹ. Nè, dạo này hình như mẹ thấy con không được vui phải không? Dạ đâu có. Chắc tại công việc ở bệnh viện nó căng thẳng quá. Thế thằng Minh Hùng nó thế nào? Nó làm việc tốt mẹ. Không, ý mẹ hỏi là nó đối với con làm sao á. Sao mẹ hỏi như vậy? Tại vì mẹ nghe nói từ khi nó đi Mỹ về tới giờ á, nó kêu căng ngạo mạn lắm. Tính của Hùng nào giờ nó vậy, nhưng bản chất nó là người tốt, mẹ yên tâm đi. Mẹ coi chừng cô Bin giùm con nha. Con định đi đâu? Con ra ngoài chút xíu gặp ông bạn, đọc mấy tài liệu y khoa mới, thấy mệt mỏi quá, căng thẳng quá. Được rồi, con đi đi để mẹ trông chừng cô Bin cho. Con đi nha.
ngày mai tôi về trước. Tôi lo quá. Cuộc sống có nhiều chuyện phân kỳ. Tôi nghĩ lại. Cũng tại vì tôi mê con trai quá. Mà bây giờ đi ngồi tóc lửa. Ngồi kỳ niệm mệt mỏi, đừng suy nghĩ. Mình hiểu được cái gì. Đau không? Dạ không. Đau không? Dạ không. Tiến triển của bệnh nhân rất là tốt. Lần tiêm thuốc sau chúng ta nhớ giảm liều lượng. Tôi có ghi chú trong đó. Dạ. Anh nằm nghỉ nha. Dạ. Khỏe chưa chị? Đâu khỏe. Khi chị nhập viện thì đau hạ sườn phải, sốc 39 độ. Chuẩn đoán là sỏi ống mật chủ. Và chúng ta xét nghiệm thì HBsAg lại là dương tính. Và nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Em không thấy biểu hiện vàng da. Đúng đó. Không nhất thiết bệnh nhân nào cũng có biểu hiện vàng da. Nhưng mà sẽ vàng ở kết mặt mắt. Dạ. Khi mà nồng độ bilirubin trong máu tăng cao thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng vàng da. Nhưng không nhất thiết bệnh nhân nào cũng có biểu hiện đó. Các em lưu ý điều này. Sao vậy anh? Chúng ta đi khám bệnh nhân khác. Anh sẽ trao đổi vấn đề này với em vào dịp khác. Hôm nay chúng ta không có thời gian. Dạ, em cảm ơn anh. Trưởng khoa đâu chẳng nhiệt tình với bác sĩ thực tập gì hết. Sao ông thường theo bác sĩ Minh Hùng không biết trời. Cái này á, ông phải nên hỏi ông trời mới đúng. Anh à, em định á là tối nay sẽ chiêu đãi mọi người. Tại vì em vào đây thực tập cũng gần một tuần rồi. Nhưng mà không có rửa, chắc mọi người chửi em chết. Để coi tình hình hôm nay sao. Dạ. Em cứ thông báo đi. Dạ. Chiều nay có ca mổ lúc 3 giờ. Em phụ anh nha. Dạ, nhưng mà bác sĩ trưởng khoa kêu em làm chuyện khác thì sao? Anh có quyền đề nghị mà. Dạ, em biết rồi. Tại khoa ngoại y tá xấu quá. Chỉ có mình em là xinh đẹp thôi. Nhìn em anh mới có cảm hứng mổ được. Trưởng ban thanh tra, kiểm tra gì mà kỹ vậy? Ừ, đối tác họ có giới thiệu mấy cái kiểu ghế mới đẹp lắm. Coi có cái nào hư đó là thay. Ở đây chỉ có một cái ghế nên cần phải thay thôi. Ở đây tay dắt mạch rừng ha. Tay bay giả gió ha. Ăn nói cẩn thận. Ông anh đúng là quá nhạy cảm. Mày bớt cái miệng lại đi. Đi gặp giám đốc nè. Tình hình trong bệnh viện thế nào? Dạ thưa giám đốc, dạ mọi việc vẫn ổn ạ. Dạ, dạ nhưng mà... Nhưng sao? Dạ giám đốc có cho phép và tôi mới dám trình bày. Nói đi. Sự việc là như thế này ạ. Có một số người nhà của bệnh nhân đó yêu cầu trực tiếp với bệnh viện là làm thế nào để bác sĩ Minh Hùng khám, điều trị và mổ cho thân nhân của họ.
Dạ. Nhưng mà riêng bác sĩ Minh Hùng thì khi lên ca mổ thì lại cũng có một cái điều kiện hết sức là đặc biệt. Và yêu cầu cái kiếp mổ phải thật là đặc biệt và của riêng mình. Và y tá mổ là phải xinh đẹp. Dạ. Y tá mổ phải xinh đẹp à? Dạ. Dạ thưa chính cái điều này đó, nó đã gây lên một cái luồng dư luận xôn xao ở trong bệnh viện. Dạ thưa giám đốc, nếu không còn việc gì nữa, dạ tôi xin phép. Cho mời bác sĩ Minh Hùng lên phòng tôi gấp nha. Dạ. Anh Thanh hả? Nghe đây. À, tôi nè. Ông thu xếp đi tỉnh với tôi được không? À, chắc không được rồi. Bệnh viện căng thẳng quá. Có gì thì ông alo cho tôi nha. Tất nhiên rồi. À, Minh Hùng hả? Vô đi con. Chào nội. Ngồi đi con. Dạ. Ông gọi con có việc gì không ạ? À, ông định đưa con lên làm phó trưởng khoa. Con nghĩ thế nào? Dạ, chuyện này con chưa nghĩ tới. Con lên làm phó trưởng khoa thì sẽ đỡ gánh nặng cho Minh Tâm. Mà khoa ngoại thì hoạt động nó cũng sẽ tốt hơn. Nếu việc này là vì lợi ích của bệnh viện thì con không có ý kiến. À, ông nghe nói là con định thay đổi y tá có ngoại hình xấu phải không? Ông nghe ai nói vậy? Mà có hay không? Dạ, chuyện này con cũng chưa chắc chắn. Nhưng bệnh viện có nhiều nhân viên xinh đẹp, lịch sự thì cũng tốt à. Điều này thì con không thực tế chút nào hết. Cái nghề của mình là cần tận tâm, siêng năng. Con nghĩ coi, mấy người đẹp họ có thể làm được việc này không? Dạ, con cũng hiểu. Nhưng ông có biết không, tuy chúng ta làm bệnh viện, nhưng cũng chỉ là làm dịch vụ thôi. Ý của con là muốn chấn chỉnh cách ăn mặc của các nhân viên. Họ mặc đồ lộn thộm quá, không biết là họ có ủi đồ trước khi mặc không nữa. Điều này của con thì đúng đó. Chuyện này thì bệnh viện cũng ít ai quan tâm đến vấn đề này. Con xin phép ạ. Alo. À vậy hả? Tôi xuống liền. Con xin phép nội. Con về khoa gấp ạ. Con đi đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Dạ, chuyện gì đó chị? Dạ thưa bác sĩ, chừng nào bác sĩ mới mổ cho con tôi vậy bác sĩ? Con chị là ai? Cháu là bệnh nhân mà bị bệnh tim lớn đó. Bác sĩ lên lịch hoài mà bác sĩ chưa mổ. Gia đình tôi xót ruột quá. À, khi nào khoa nội tim mạch chuyển qua thì chúng tôi mới mổ được. Nhưng mà ca đó chắc phải chờ lâu á. Tại vì bệnh viện đang quá tải. Chị có cách nào không bác sĩ? Nhà tôi thì ở tỉnh, mà nằm ở đây chờ lâu quá. Bác sĩ làm ơn giúp giùm tôi. Tôi rất đỡ ơn bác sĩ. Chị muốn mổ nhanh chứ gì? Dạ. Cái chuyển ở địa chỉ này, tôi sẽ trực tiếp mổ cho cháu. Được không bác sĩ? Nếu không được á, thì chắc chị phải nằm ở đây chờ lâu á. Nếu bệnh viện không cho chuyển viện thì sao bác sĩ? Nếu chuyện đó tôi cũng chưa biết nữa. Ủa, anh Tâm, anh về sớm quá vậy? Em mời anh đi ăn có được không? Ờ, anh bận rồi. Sao lần nào em rủ anh cũng bận hết trơn vậy? Anh bận thiệt, anh đi đón con. Anh đúng là người cha gương mẫu. Cả tuần đón được có vài bữa, nhiều khi anh bận đón không được nữa. Cho em đi cùng anh được không?
Tại vì em cũng rất là thích trẻ con, em muốn đi cùng cho vui thôi. Ăn đi con. Dạ em. Cô Bin dễ thương quá à, rất là giống anh. Mai mốt lớn lên chắc là đẹp trai lắm đây. Ý em nói là anh đẹp trai. Anh già rồi đẹp trai lắm. Em nói thiệt chứ bộ, anh rất là đàn ông mà lại có vẻ đẹp nhân hậu nữa. Thôi em nói anh mắc cỡ mà. Công việc tốt không? Dạ tốt lắm. Nói chung là em may mắn có được một trưởng khoa luôn luôn giúp đỡ cho em tận tình. Có gì đâu, anh chỉ là người đi trước thôi. Nhưng mà đâu phải tiền bối nào cũng luôn giúp đỡ lính mới như anh đâu. Em thấy Minh Hùng sao? Minh Hùng hả? Là một bác sĩ đẹp trai, tài năng, cá tính và... Nhưng mà Minh Hùng không phải là mẫu người đàn ông mà em thích đâu. Tại vì em không thích đàn ông hay ăn hiếp phụ nữ. Đàn ông mà ăn hiếp phụ nữ là người xấu đúng không ba? Sau này con lớn con không ăn hiếp phụ nữ đâu. Trời đất, vậy là nãy giờ cô nói gì con hiểu hết hả cô Biên? Dạ hiểu. Sao rồi em? Cố gắng lên đi. Sao sao? Cố gắng lên nha. Cố gắng lên đi. Bác sĩ. Bệnh viện làm gì chị kỳ lạ vậy? Em tôi đau nặng vậy phải được ưu tiên khám trước chứ. Em tôi gên la từ sáng vậy thấy không ai thăm khám hết trơn là sao? Chúng tôi đã nắm hết tình hình bệnh nhân rồi. Anh cứ về chỗ đi, chút xíu nữa chúng tôi qua. Cứ một chút hoài. Em tôi lỡ có chuyện gì tôi thương cái bệnh viện này đó. Anh ơi, anh đợi tôi chút đi. Anh ra ngoài mua thuốc này giùm tôi. Hôm nay thấy tốt hơn nhiều rồi đó. Cố gắng nghỉ ngơi nghe chú. Cảm ơn bác sĩ. Chào anh. Dạ chào bác sĩ. Để tôi khám cho anh nghe. Dạ. Anh thấy đau ở chỗ nào? Dạ tôi đau ở bên này. Ở bên phải? Dạ. Bây giờ tôi ấn vô, anh thấy đau thì anh nói nghe. Dạ. Yeah. Dạ đau ơi. Bây giờ tôi ấn vô từng cái, rồi tôi buông ra. Nếu anh thấy đau thì anh nói cho tôi biết. Dạ. Yeah. Giờ khi nhấn vô thì nó bị đau quá gì. Ok. Tôi thấy bụng anh cũng bình thường, thôi ráng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ theo dõi sau. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho cái toa thuốc gì mà ra nhà thuốc không ai đọc nữa chân là bác sĩ. À cái loại thuốc này ở đây cũng hiếm lắm mà. Là sao bác sĩ? Anh yên tâm đi, em của anh cũng ổn rồi. Cảm ơn bác sĩ nha. Anh chơi thuốc gì mà hỏi tiền không có vậy anh? Có thuốc gì đâu, anh chỉ viết mấy từ Bồ Đào Nha lên giấy thôi. Tại anh thấy ông lèm bèm nên anh đuổi ông ra khỏi phòng khám. Chị, cho em ngồi chung nha. Ngọc ngồi đi. Ủa, bác sĩ Hùng đâu sao để chị ngồi đây một mình vậy? Mình đâu phải là người quản lý của bác sĩ Hùng đâu. Nè,
Bộ chị không định tiến tới luôn hả? Em thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đó. Thôi, mình đi trước nha. Dạ, em chào chị. Alo, Bích Ngọc đó hả? Cháu lên phòng giám đốc ngay nha. Uống nước đi anh. Dạ. Nghe anh nói cháu Bích Ngọc thực tập rất tốt, tôi mừng lắm. Tôi thấy cháu có tinh thần học hỏi. Môi trường bệnh viện cũng nhiều bác sĩ trẻ nên cũng dễ hòa đồng. Tương lai thuộc về lớp trẻ mà. Anh nói đúng đó. Tôi nhanh chóng đề bạt Minh Hùng lên làm phó trưởng khoa cũng vì điều đó. Tôi hy vọng cuộc họp chiều nay sẽ thành công tốt đẹp. Mời vô. Dạ, con chào ông. Con. Ông nội. Theo nhu cầu phát triển của bệnh viện, xét theo năng lực chuyên môn của bác sĩ Minh Hùng, hôm nay tôi tuyên bố quyết định đề bạt chức phó trưởng khoa ngoại cho bác sĩ Minh Hùng. Minh Hùng lúc này được ông nội cưng lắm đó nha. Trưởng khoa còn chừng cái ghế của mình á. Alo, tôi đây. Có chuyện thật rồi ông ơi. Chuyện gì vậy? Ông còn ở bệnh viện không? Tôi vẫn còn ở đây. Mà có chuyện gì nghe giọng ông run run. Ông chuẩn bị cấp cứu vợ tôi nha. Tôi đang đưa vợ tôi trên đường đến bệnh viện SV đó. Vợ ông bị cái gì? Vợ tôi đau bụng dữ dội, máu ra nhiều lắm. Tôi không nói chuyện về dòng với ông được. Ông chuẩn bị cấp cứu đi. Xe đang trên đường lên thành phố đó. Vui lòng nói bác sĩ Trang đến phòng của tôi. Cảm ơn. Ráng nhanh chút nữa đi bác Tài ơi. Dạ, ráng lên. Ráng lên đi ạ. Ráng lên. Vợ của bạn em thì sao? Sắp sinh, máu lại ra nhiều. Vậy chúng ta phải chuyển sang bệnh viện phụ sản chứ anh. Bạn anh lại muốn anh ngộ. Anh có tự tin không? Hay là để em nói Minh Hùng? Không cần đâu, anh mổ là được rồi. Em nói anh Minh Hùng phụ anh nha. Có em phụ anh là được rồi, em tập trung ekip mổ giúp anh. Dạ, em xin phép. Phó dự trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ, đã sẵn sàng. Chúng ta hoạt động. Xin chào, mọi người tới đủ rồi. Có tôi tới rồi, mọi người cứ yên tâm. Ca mổ đã sẵn sàng, không cần bác sĩ Hùng nữa. Mặc áo cho tôi nhanh đi. Hôm nay tôi sẽ phụ mổ với trưởng khoa. Tôi thấy trưởng khoa hơi bị run rồi đó. Anh chuẩn bị mổ, em ra ngoài giùm anh đi. Dỡ tử cung thì phải tới bệnh viện phụ sản chứ. Tại sao lại nhận mổ ca này? Anh phải mổ, không nói chuyện này nữa. Từ trước tới giờ, anh đâu có kinh nghiệm mổ những ca phụ sản này đâu. Hôm nay em sẽ giúp anh. Không nói nữa, em ra ngoài đi. Em sẽ giúp anh mà, yên tâm đi. Ra ngoài đi. Cô
Tâm, giờ tôi sao rồi? Ca mổ thành công nhưng chỉ cứu được mẹ. Còn đứa bé thì tôi cũng đã cố gắng hết sức. Ngồi ghế đi. Người tính không bằng trời tính, thì ông cũng cố hết sức rồi. Thôi đặt dậy đi. Tôi chỉ buồn với ông nghe. Chắc cái số tôi đã dậy rồi. Cũng may á là tôi đưa vợ con tôi lên đây. Chứ nếu không á, chắc chết cả mẹ lẫn con rồi. Một lát nữa sẽ đưa chị qua phòng hồi sức. Ông sẽ còn vất vả nhiều đó. Trong thời gian này cố gắng bình tâm lại. Thôi tôi đi. Một lát gặp lại sau nha. Dù sao ca mẫu cũng thành công rồi, anh đừng giận nữa. Anh không ngờ là anh Tâm đuổi anh ra khỏi phòng mổ ở trước mặt mọi người. Chắc có lẽ lúc đó anh đang rất căng thẳng. Nhưng anh chỉ muốn giúp ảnh thôi mà. Em hiểu. Nhưng mà thôi bỏ qua đi anh. Alo, trưởng khoa ơi, bệnh nhân mới mổ hồi chiều đã tử vong rồi. Cái gì? Dạ. Bệnh nhân nào? Dạ sản phụ hồi chiều ạ. Bệnh nhân của tôi hồi chiều á. Dạ dạ.
Sao vậy? Cậu đó là ca mổ thành công. Cậu đó không là bác sĩ giỏi mà, giỏi mà. Tại sao vậy? Cậu đó đi, cậu đó đi di thuốc tinh, cậu di thuốc tinh cậu. Tôi tin cậu. Sao lại như vậy được? Rồi bây giờ con lo đưa con Viên đi học đi. Bây giờ ba con vô bệnh viện rồi mới biết. Đi con đưa ông vô bệnh viện. Dạ. Không. Không Viên hả? Phẫu thuật thắt cầm máu tử cung mà thắt nhầm niệu quản là sao? Tại sao một ekip mổ do chính bác sĩ trưởng khoa phụ trách lại xảy ra tình trạng chết người? Sao? Các người nói với tôi cái gì đi chứ? Chuyện lớn như thế này, hậu quả nghiêm trọng như thế này lại xảy ra tại bệnh viện của mình. Mấy người có biết bệnh nhân là ai hay không? Dạ thưa viện trưởng, không biết ạ. Cậu có tham gia ca mổ không? Cậu biết gì? Dạ thưa, sản phụ 32 tuổi, là vợ của phó giám đốc của một công ty lớn, lại là con dâu của viện phó viện kiểm sát nhân dân thành phố. Nhập viện bị dở tử cung khi sinh do vết mổ cũ. Lẽ ra ca này không nằm chuyên khoa của bệnh viện, nhưng vì chỗ quen biết cho nên bác sĩ Minh Tâm nhận lời mổ. Theo tôi á, sản phụ tử vong là do sai lầm của nghề nghiệp. Tuy là ca cấp cứu bình thường, nhưng nếu bác sĩ Minh Tâm chịu lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp khác thì hậu quả đã không xảy ra như vậy. Đây là một sai sót nghiêm trọng trong sự nghiệp của mình. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng là ca mổ này không nằm chuyên khoa của bệnh viện, nhưng vì tình bạn, tôi đã nhận lời. Tôi đã gây ra một mất mát không gì bù đắp được tới gia đình người bạn của tôi. Và tôi đã làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của bệnh viện. Tôi xin lỗi. Ca mổ lần này sai sót là hoàn toàn do mình.
gia đình bệnh nhân mà có thưa kiện, vấn đề không phải là đền bù là xong đâu, mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề uy tín của bệnh viện. Con thấy thì sao? Theo con á, thì gia đình bệnh nhân họ sẽ không dám làm lớn chuyện này đâu ạ. Bởi vì họ rất là sợ dư luận sẽ biết rằng con dâu của họ có thai đứa con thứ ba. Mà điều này nếu mà bể ra thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái ghế phó tổng giám đốc của chồng của mình nha. Không thể ngồi đây mà phỏng đoán suy luận một cách đơn giản như vậy được. Mình có lỗi là phải nhận lỗi để tìm cách khắc phục. Nhưng làm thế nào để giữ được uy tín của bệnh viện này? Nếu bà nói như vậy thì chắc mình phải nhanh chóng đến với gia đình bệnh nhân. Ừ. Thì đằng nào cũng là chỗ quen biết, họ sẽ thông cảm với mình. Con sắp xếp đi. Mà chắc là bà phải trực tiếp đến nhà người ta để nói chuyện. Thôi thôi thôi, chuyện này để con lo được. Có gì con sẽ nói đây với ba sao. Thằng Minh Tâm là bác sĩ giỏi, đã cẩn thận chu đáo. Không ngờ lần này nó lại để xảy ra chuyện chết người. Ngành y mà ba, mấy ai tránh được những cái thiếu sót. Mà Minh Tâm cũng không thể nào mà vượt qua khỏi cái điều này. Thôi con đi đây, có gì con sẽ báo với ba sau. Alo, tôi nghe. Alo, tôi nghe. Alo. Alo. Alo, tôi nghe. Alo. Alo. Mời vào. Em à, em chưa về à? Dạ. Em đã biết hết tất cả mọi chuyện của anh. Em rất muốn được chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Anh là người có lỗi, anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà em tin ca vừa rồi anh xử lý đúng với nghiệp vụ và đúng với y đức của một người bác sĩ. Vậy em nói cho anh biết đi, tại sao bệnh nhân lại chết?
Em... Anh xin lỗi. Anh cần sự yên tĩnh. Chuyện gì mà đứng đây buồn quá vậy người đẹp? À, đi thăm động viên an ủi người ta mà người ta không tiếp nhận tình cảm của mình, đúng không? Ông em cho tôi nhờ cái được không? Nhiều chuyện quá vậy. Làm dữ với bà nội. Rồi, cảm ơn anh nha, cảm ơn. Rồi sao vậy nè? Nè. Thôi cảm ơn anh. Con uống nhiều lắm hả? Mẹ chưa ngủ hả mẹ? Sao vậy con? Hả? Buồn quá mẹ. Buồn rồi đi uống rượu hay sao? Con biết cả ngày nay mẹ cứ như ngồi trên đống lửa không? Con xin lỗi mẹ. Gọi điện cho con cũng không bắt máy nữa. Tại con rối trí quá. Rối trí? Bởi vậy bây giờ tụi con lớn hết rồi. Chị coi mẹ như là người dân vậy đó. Mẹ kêu cũng không để ý. Mẹ điện thoại cũng không thèm bắt máy nữa. Mẹ. Mẹ đừng có khóc mà. Tối qua thằng Tâm về hồi mấy giờ? Dạ khoảng hơn 12 giờ ba. Nó say rượu phải không? Dạ.
Lên kêu nó xuống đây. Dạ. Mà thôi, kệ nó. Cô Bin, ăn nhanh đi, chút nữa chú chở con đi học. Thôi con không chịu đâu, con chỉ muốn ba con chở à. Con ngoan đi, tối qua ba con làm việc trễ, cho ba con ngủ chút đi. Còn lâu, ba con đi nhậu thì có. Bin, Bin. Em rất bất ngờ trước thái độ của anh trong cuộc họp. Sao lại chỉ trích anh Minh Tâm? Anh chỉ nói lên ý kiến của mình thôi. Như vậy là sai sao? Tự em phải trả lời. Không lẽ anh phải bảo vệ những sai lầm sơ đẳng của anh Minh Tâm? Khi anh ấy kiêu ngạo, đuổi anh ra khỏi phòng mổ. Theo em, ai là người có lỗi chính trong ca mổ chết người vừa rồi? Anh đã không nghe rõ lời giải thích và chịu trách nhiệm của bác sĩ Minh Tâm trong cuộc họp hay sao? Nhận trách nhiệm thì được cái gì? Vấn đề là không để xảy ra hậu quả kìa. Ý anh là anh Minh Tâm đã gây ra cái chết và bỏ qua những kiến thức sơ đẳng nhất trong nghề nghiệp à? Chính em đã nói ra điều đó. Anh cũng biết phẫu thuật cầm máu tử cung nhằm sang niệu quản là tai nạn có thể xảy ra trong nghề nghiệp mà. Nếu anh vẫn còn tự ái vì việc bác sĩ Minh Tâm đã đuổi anh ra khỏi phòng mổ thì em không còn gì để nói với anh nữa. Stop here. Giám đốc đang muốn gặp em. Anh gọi điện thoại cho em hoài mà không nghe bắt máy. Dạ bác sĩ đang họp. Từ ngày con tham gia vào quản lý khoa ngoại, công việc chạy rất tốt. Ông và mọi người rất là an tâm. Dạ, cũng nhờ bác sĩ Minh Tâm trực tiếp giúp đỡ con rất nhiều. Con khiêm nhường rồi. Đây là một đức tính rất tốt trong nghề của chúng ta. Ông nghĩ Minh Tâm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là con. Đây là vấn đề mà ông lo lắng nhất. Ông muốn nhắc đến ca mổ vừa rồi của bác sĩ Minh Tâm phải không ạ? Con nghĩ ca mổ vừa rồi của bác sĩ Minh Tâm. Con không cần nói nữa. Ông biết bây giờ con đang nghĩ gì và muốn nói gì. Ông hiểu rất rõ năng lực và tính cách của Minh Tâm. Con e rằng bác sĩ Minh Tâm sẽ bị sốc nặng trong chuyện này. Nhất là bệnh nhân lại là vợ của bạn thân của anh ấy nữa. Đây là việc mà
ông cần gặp con lúc này. Ông nghĩ bây giờ chỉ có con mới là người có thể an ủi động viên Minh Tâm. Dạ, ông cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Vậy là tốt rồi. Ông cảm ơn con. Anh mới đưa vợ của anh Thanh ra nghỉ trang phải không? Dù sao cũng là tai nạn nghề nghiệp thôi, anh đừng có buồn quá. Em xin lỗi về những lời nói không cân nhắc của mình. Cảm ơn. Bệnh nhân tiên lượng 6. Cho thở oxy liều cao. Kiểm tra lại huyết áp. Tống về nhà bệnh nhân đi theo không? Dạ, có. Bệnh nhân bị hôn mê sâu, làm thủ tục chụp CT gấp. Tôi sẽ trực tiếp phụ trách ca này. Dạ. Bác sĩ ơi, chồng em ra sao rồi bác sĩ? Chị cứ bình tĩnh, chút xíu nữa y tá sẽ hướng dẫn chị làm thủ tục để chuẩn bị giải phẫu. Dạ dạ. Mà chồng chị bị tai nạn trong trường hợp nào? Dạ, anh nhảy lầu. Không, anh té lầu. Thật ra thời gian gần đây anh vay tiền chơi chứng khoán và cái thương tình, bác sĩ cầm giúp cái này giùm em nha bác sĩ, để giúp đỡ cho ông em nha bác sĩ. Chị cất giùm đi, ở bệnh viện này không ai được nhận tiền của bệnh nhân hết. Chị đi theo em. Chào mấy chị. Chết rồi, em xin lỗi. Anh Hào có sao không? Ngọc có sao không? Dạ em không sao. Anh không sao không? Em đi giỏi quá cho nên em xin lỗi anh nha. Đi đâu mà vội vàng quá vậy cưng? Tại em gặp anh Minh Tâm để báo cho anh Tâm chuyện vui. Tin vui cho trưởng khoa. Ừ. Thôi em đi nha.
Sao có thể như vậy? Mời vào. Trưởng khoa, anh vẫn còn buồn chuyện vừa qua hả? Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà anh. Em nghĩ trong cuộc sống thì ai cũng mắc phải sai lầm cả. Mình không được phép phạm sai lầm. Sai lầm là giết người. Cô hiểu không? Hút nhanh như người ngàn thôi. Báo tụi nhiều khủng khiếp quá. Dĩ nhiên rồi, bệnh nhân bị hôn mê sâu, đồng tử một bên giãn lớn, CT thấy khối máu tụ lớn, đẩy lệch đường giữa rõ. Nếu không mổ giảm áp nhanh, chắc chắn bệnh nhân khó qua khỏi. Xong rồi, cảm ơn mọi người. Mọi rắc rối về cái chết của bệnh nhân, từ ca mổ của con, ông và mọi người đã giải quyết xong rồi. Vấn đề còn lại là nội bộ của bệnh viện chúng ta. Ý của bà là mình phải xử lý kỷ luật Minh Tâm để làm gương cho mọi người sao? Đúng vậy. Chính ba là người đã soạn ra cái nội quy của bệnh viện với mục đích là đưa bệnh viện vào nề nếp quản trị hiện đại, chứ không phải hình thức quản lý theo kiểu ngày xưa lập phòng khám tư đâu. Bởi vậy cho nên ba rất khó xử về sai sót của Minh Tâm. Trong khi ba đang chuẩn bị bàn giao bệnh viện cho nó quản lý và điều hành. Chào nội, chào mẹ. Con. Gia đình mình đang bàn chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy nội? Thì chuyện về ca mổ của Minh Tâm nè. Cũng may á, cái chỗ nạn nhân là chỗ quen thân, cho nên người ta thông cảm, người ta bỏ qua hết mọi việc. Con ăn gì chưa? Mẹ xuống dọn nha. Thôi được rồi mẹ, con ăn với bạn rồi. Với Thanh Trang phải không? Dạ. Mẹ thấy cô đó cũng dễ thương, cũng hiền lành mà cũng xinh đẹp nữa. Gia đình bệnh nhân đã bỏ qua rồi, anh đừng buồn nữa. Tâm à, em nó cũng lo lắng cho con lắm á. Con xin phép con lên trước. Ủa, hai anh em con có chuyện gì giận hờn nhau hả? Đâu có gì đâu mẹ. Ông nội con lúc nào cũng nguyên tắc hết trơn à. Thôi, mẹ thông cảm đi. Thôi, mẹ cũng không muốn ngày nào cũng dính vô cái chuyện rắc rối của bệnh viện đâu. Thank you.
Theo lịch sáng mai bác sĩ Minh Tâm có ca mổ, nhưng vẫn chưa thấy anh ấy nhắc nhở gì hết. Ủa, sao không giống tính cách của anh vậy trơn vậy? Mình nghĩ sắp dẫn cho Bình Tâm sau sự cố. Trâm Anh, nhắc bác sĩ ca mổ sáng mai nha. Ừ, có thể ngày mai Trâm Anh sẽ đề nghị người khác mổ thay anh ấy vậy. Yên tâm ha, thời gian phẫu thuật ngắn thôi. Dạ, không biết có đau không bác sĩ? Không có đau. Sau khi phẫu thuật thì máy móc vẫn chạy tốt. Dạ. Alo. À, Trần Hào phải không? Tôi An Phước đây. Cậu xuống ngay phòng số 4 tăng cường phụ với bác sĩ Minh Tâm mổ nha. Cậu nói cậu là bác sĩ giỏi mà, giỏi mà. Tại sao vậy? Hả? Cậu nói đi, cậu nói đi, gì tôi tin cậu, gì tôi tin cậu. Lý Khoa, anh không sao chứ? Tôi làm được. Dạ. Đúng quá. Bác sĩ Dương Khoa, xin hãy nghĩ đến sự an toàn của bệnh nhân. Lý Khoa, anh không sao chứ? Gọi bác sĩ Trần Hào gấp. Dạ. Tại tôi quá ích kỷ, muốn con trai nên vợ tôi mới chết. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã chủ quan. Bây giờ tôi không biết phải nói gì với ông nữa. Bây giờ không phải ngồi để cãi, để xem ai đúng ai sai. Người cũng không có còn. Nói cho cùng, tôi cũng không muốn, và cả bản thân ông cũng không muốn. Thôi thì cứ để nó qua đi. Làm sao mà quên được hả ông? Không quên được thì cũng cố mà quên chứ. Tôi biết, nhưng thật khó mà tha thứ cho mình. Làm sao bây giờ? Thôi, cứ tự dằn vặt mình. Nếu mà dằn vặt như vậy mà vợ tôi trở về được, cứ để mọi tri thức cho tôi đi. Không đến lượt ông đâu. Ông đã xin lỗi, gia đình tôi đã chấp nhận rồi. Nhắc lại chứ đau lòng nhau thôi chứ được cái gì. Thôi uống đi.
Trời ơi, con lại uống sai nữa rồi. Con xin lỗi bác. Cậu còn biết lỗi phải nữa hả? Không lẽ cậu gây cho con dâu tôi như vậy không vừa sao? Giờ cậu còn rủ rê con tôi nhậu nhẹt xỉn sai như vậy. Mình Tâm có lỗi gì hết á. Tại con buồn quá, con mới đi uống rượu. Chính con là người rủ Minh Tâm đi. Gia đình tôi sao mà khổ như vậy nè. Con dâu thì mới chết, con trai thì đi nhậu nhẹt bê tha. Cháu nói tôi mất mẹ rồi. Mẹ ơi, mình đã hứa rồi là không nhắc cái chuyện này nữa mà. Con à, cái này là lỗi của con chứ không phải lỗi của Minh Tâm. Con, tại vì con thèm đứa con trai, để ba má của cháu đi tốt mà mới xảy ra hậu quả. Con, mẹ đã nói rồi, cứ để cho nó sanh ở dưới quê đi. Bệnh viện phụ sản ở dưới quê cũng tốt. Mà con không có nghe, con khoe bạn của con á, bác sĩ giỏi lắm, mà tại sao con dâu của tôi như vậy? Mày đừng có nói nữa. Mày lên phòng coi giùm hai đứa con con. Giờ mày thắp nhang giùm cho vợ con. Mày đi giùm con đi. Minh Tâm, đến giờ phút này tôi vẫn tin anh là một bác sĩ giỏi. Còn cái chuyện đó đó là do số phận của tôi. Anh không có lỗi gì hết. Anh về đi. Vô con. Anh về đi, anh có lỗi gì hết á. Anh rồi, về đi. Anh vô nghỉ đi, tôi về. Anh vô nghỉ con. Đi. Anh về thôi, đi. Thôi cậu về đi. Dạ. Mong là từ nay á, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.